hôm nay ban tổ chức này có một chút ưu ái dành cho Lương Bích Hữu. Cái hai anh em tôi là hát coi như là câu được câu mất. Thế nào mà Lương Bích Hữu cũng thắng à? Hai anh em mình không có cửa rồi. Thường hay nói xong câu đó hai em hay xuống cái mõm. Vậy ai đây? Ở trên đây. Không, để sẵn bên Hữu đi. Lỡ thua mình lấy lại cho Hữu quê chơi. Trời đất ơi anh này. Hey, hợp lý. Rồi vậy mời Lương Bích Hữu bắt đầu với một câu đầu tiên. Nếu thích em thì anh hay nói quá anh nhỉ. Anh yêu em sao lại không nói ra hãy chàng. Đã thích em rồi anh hay nói quá anh nhỉ. Lòng này đã ngóng trông từ lâu. Không có bài nào bắt đầu bằng chữ lâu đâu. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cậu che lắc léo. Dạ lẻo quá. Lẻo khó hại cái đó là em hại anh đó. Ủa rồi thua rồi sao? Không, để em ca tiếp, em có quyền ca tiếp chứ lẻo không quên luôn á. Dạ không, anh vô tiếp, anh vô tiếp. Tiếng hò ngọt ngào đông đưa nhớ xa xưa trời nghiêng bóng dừa hẹn hò nhau tình quê đôi lứa. Mùi mà hương lên tóc em nhớ bao kỷ niệm nhớ lại nhắc thêm chạnh buồn. Ủa chạnh buồn hả? Hay chạnh lòng? Chạnh buồn còn dễ hơn lòng á. Rồi nhắc lại nhớ thôi thêm. Thôi mà buồn đấy, ok. Chạnh buồn làm chi em ơi. Thăm đồ nguyên câu sao? Tốt sao? Lá xanh rồi cũng xa cành đúng không? Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng xa. Cái đó không thường đó. Để chuyển bài hát nào. Trời sao khó vậy ta? Lần đầu tiên chơi game này luôn á, ác dễ sợ luôn á. Thay đổi game. Thật ra em cũng không có nhiều bài đâu. Trời ơi, gì vậy? Nên nào Mỹ là thua đúng không? Ây cha, vậy là anh Tiết Cương thắng chắc rồi. Buồn. Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng can. Buồn như ly rượu can không còn gì để vui. Vui. Em nhớ như anh Kasa là không còn rượu để say. Không còn rượu để say hả? Không còn dễ say hơn á. Rượu để say. Rồi say. Say với vui nào khâu dễ hơn? Em thấy hai cái em đụng có hết. Không, em trong đầu em không có bài nào say luôn đi. Còn vui. Vui em cũng không có bài nào vui luôn. Rồi, chắc là ca sĩ thua hai mình. Nhưng mà hai anh em mình đấu tiếp. Rồi đấu tiếp. Coi như là Lương Bích Hữu đã bị loại rồi hả? Rồi em lấy bao đi qua để giữa đi. Anh lấy đi. Đón xem tập 14 Bữa Ngon Nhớ Đời phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 trên kênh HTV7.